Ngày 15 tháng 10, giới chức Nga cho biết vừa cứu được một người đàn ông trên chiếc xuồng phao nhỏ trôi giạt suốt 67 ngày trên biển ven Tây Bắc Thái Bình Dương. Tuy nhiên, anh trai và cháu của người này đã thiệt mạng. Nhà chức trách cho biết hai người đàn ông cùng cậu bé 15 tuổi đã khởi hành vào ngày 9 tháng 8 vừa qua từ một mũi đất ở vùng Khabarovsk hướng đến thị trấn Okha trên đảo Sakhalin. Sau đó, họ mất liên lạc và không xác định được vị trí của họ. Được biết, trước đó, Mikhail Bichukin, 46 tuổi, người được cứu sống, đã đi cùng anh trai 49 tuổi và cháu trai 15 tuổi để thực hiện chuyến đi ngắm cá voi ở biển Okhotsk. Họ mất tích khi đang trên đường về đảo Sakhalin. Các thành viên trong gia đình đã trình báo với chính quyền và giới chức trách đã triển khai nỗ lực cứu hộ nhưng không tìm thấy những người đàn ông mất tích. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Nga đã sử dụng trực thăng và máy bay để tìm kiếm vài ngày sau khi họ mất tích, cho rằng chiếc xuồng khả năng đã bị nước cuốn về phía bán đảo Kamchatka. Đến ngày 14 tháng 10, một tàu đánh cá đã phát hiện chiếc xuồng phao chở người đàn ông và hai thi thể ở biển Okhotsk, cách điểm đến dự kiến ban đầu khoảng 1.000 km. Người đàn ông may mắn sống sót được hỗ trợ y tế. Theo chủ tàu đánh cá, người đàn ông trong tình trạng nghiêm trọng, gầy yếu nhưng vẫn tỉnh táo. Tàu đã đưa nạn nhân cập cảng ở thành phố Magadan. Vợ của người đàn ông này chia sẻ, đây thực sự là một phép lạ. Đồng thời cho biết, ba người này trước đó đã chỉ mang đủ thức ăn và nước uống cho 2 tuần trên biển, cùng quần áo ấm, áo phao, pháo sáng và khoảng 5 gallon nước. Động cơ thuyền dường như bị hỏng, khiến những người trên thuyền trôi giạt. Khi được tìm thấy, Bichugin chỉ nặng khoảng 50 cân, giảm một nửa trọng lượng cơ thể so với ban đầu. Yekaterina, vợ của người đàn ông được giải cứu, nói với truyền thông nhà nước Nga, cân nặng của anh có thể đóng vai trò đáng kể trong sự sống sót của anh, vì anh nặng khoảng 100 cân. Người đàn ông vẫn chưa thể kể lại bản thân đã xoay sở như thế nào để sống sót ở biển Okhotsk, vùng biển lạnh nhất Đông Á và nổi tiếng với những luồng gió mạnh. Hiện cũng chưa thể xác định cụ thể người anh trai và cháu trai của Bichugin đã qua đời như thế nào. Văn phòng công tố địa phương đã mở cuộc điều tra hình sự sơ bộ về vụ việc khi thủy thủ đoàn tàu đánh cá phát hiện chiếc thuyền bơm hơi nhỏ trên radar. Ban đầu họ cho rằng đó là một chiếc phao hoặc một mảnh rác. Tờ Komsomolskaya Pravda đưa tin, tuy nhiên họ đã bật đèn pha để chắc chắn và không sốc khỏi khi nhìn thấy ông Bichugin. Trước đó, năm 1960, đã có 4 binh sĩ Liên Xô sống sót sau 49 ngày trên chiếc thuyền nhỏ trôi giạt ở Thái Bình Dương và được tàu sân bay Kitsage của Mỹ tìm thấy. Thời gian vừa qua, giá cao tươi trên địa bàn cả nước đang tăng kỷ lục, mang lại lợi nhuận lớn cho người nông dân. Lợi dụng tình hình này, một số nơi đã xuất hiện tình trạng ăn trộm cao để bán. Công an huyện Sơn Hà, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã liên tiếp bắt và xử lý các đối tượng hái trộm cao trên địa bàn. Mới đây nhất, Công an xã Sơn Ba nhận tin báo của người dân tại thôn Làng Bung có người lạ mặt lén lút vào vườn hái trộm cau. Phát hiện thấy lực lượng công an, kẻ trộm cau đã nhanh chóng tẩu thoát lên núi. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành xác minh truy xét, công an đã bắt được thủ phạm với tang vật thu giữ là 2 buồng cau và một xe máy. Trước đó, cũng từ tin báo của người dân, Công an xã Sơn Ba đã huy động lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đến hiện trường, mật phục bắt quả tang 7 đối tượng ở thôn Làng Rút, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà và thôn Đồng Dinh, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ đang thực hiện hành vi trộm cắp cau. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do giá cau tươi tăng cao nên nảy sinh ý định trộm cắp. Các vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý. Hiện nay tại Quảng Ngãi, cau tươi có giá từ 75 đến 85.000 đồng một kg. Đây là mức giá kỷ lục từ trước tới nay và người trồng cau đang trúng lớn. Thưa quý vị và các bạn, bão số 3 đã để lại hậu quả nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân của thành phố Hải Phòng. Đặc biệt, bão đi qua đã khiến cho sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại nặng nề. Với riêng lĩnh vực chăn nuôi có khoảng 7.000 con gia súc, hơn 1 triệu con gia cầm, cùng với hơn 80.000 con các loại vật nuôi khác bị chết và cuốn trôi. Gia đình ông Đàm Xuân Vĩ thuộc thôn Đại Điền, xã Tân Viên, huyện An Lão, Hải Phòng là một trong những hộ nuôi gà bị ảnh hưởng nặng nề. Toàn bộ phần mái trước đó bị hư hỏng, nước lùa vào chuồng khiến cho số gà bị chết một nửa. Ông Vĩ phải xoay sở vay mượn khắp nơi để có thể tiếp tục duy trì sản xuất. Sau khi bão này thì bây giờ nhìn cái đống của nó nhiều quá, tài sản nó lớn quá, mà bây giờ không khắc phục thì đẻ thì lấy gì ra. Bây giờ là 1 vạn con gà mà hạch toán về kinh tế là rất là nhiều, nhà thì lúc bây giờ là không có đấy, mà bây giờ chỉ trông cậy vào gà này thôi. Thế còn bây giờ phải khắc phục thì đi vay, đi mượn anh em hoặc là huy động lại con cái, các cháu, các anh tập trung vào. Thế rồi đấy thì xử đây thì cũng mất vài trăm triệu thật, nhưng mà rồi là cuối cùng nếu mà trời cho làm ăn thì chả mấy tí mà lại gỡ lại được thôi. Đứng nhìn bao công sức mồ hôi, tiền của đầu tư cuốn trôi theo lũ,
Giờ đây anh Phạm Trung Hiếu vẫn chưa hết khỏi bàng hoàng. Với diện tích 10 hecta, nguồn kinh tế chủ yếu nhà anh Hiếu là nông nghiệp, vừa nuôi trồng thủy sản, vừa kết hợp nuôi dê, mỗi năm thu về hàng tỷ đồng. Thế nhưng, 3 năm tích cóp giờ đây lại phải gánh thêm nợ, dồn tiền khôi phục sản xuất. Tôi rất là loay hoay, thì muốn khắc phục lại thì cũng cần vốn, thì vì trước kia là cũng vay mượn rồi để đầu tư vào đây rồi. Nhưng mà trong quá trình đấy thì nó mất mát. Thế nhưng mà bây giờ cũng mong muốn làm sao mà các cơ quan nhà nước hỗ trợ chúng tôi vay thêm vốn để tôi tái đầu tư. Với sức tàn phá lớn của cơn bão số 3, gây thiệt hại rất lớn đối với ngành nông nghiệp của huyện An Lão, ước tính thiệt hại khoảng 402 tỷ đồng. Phần lớn các trang trại chăn nuôi bị tốc mái, trong đó một số bị thiệt hại về vật nuôi, gà, lợn, khoảng 50% diện tích cây ăn quả bị gãy đổ, khoảng 2.800 hectare lúa bị ngập úng, gãy đổ, dập nát. Ngay sau bão tan, huyện An Lão triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, động viên nông dân nhằm sớm khôi phục sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi trên địa bàn huyện. Và đến hiện nay thì về đảm bảo với cái công tác sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, thì song song với cái việc là tiếp nhận những cái nguồn kinh phí hỗ trợ từ các tổ chức hội, thì Ủy ban nhân dân huyện cũng đã chỉ đạo các xã thị trấn là thông tin tuyên truyền vận động bà con nhân dân là chủ động khắc phục những cái công trình bị thiệt hại để tái sản xuất. Đối với ngành chăn nuôi của chúng tôi thì hiện nay là các chủ trang trại đã chủ động đối với những cái phần diện tích bị tốc mái thì cũng đã chủ động là khắc phục để tái sản xuất lại đàn chăn nuôi, đảm bảo về cái phục vụ nhu cầu về cái sản lượng lương thực thực phẩm trong cái dịp Tết Nguyên đán. Hiện nay, thành phố đã đồng ý về việc hỗ trợ người chăn nuôi có gia súc, gia cầm bị chết, tạo điều kiện giúp họ tái sản xuất, bù đắp số lượng vật nuôi bị thiệt hại nhằm bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho thành phố trong thời gian tới. Đồng thời, nông dân Hải Phòng đang nỗ lực sản xuất, vững tin làm lại sau đổ nát, tan hoang, mất mát. Thưa quý vị, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết đã chỉ đạo các cơ quan hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo kết quả thẩm định bảng giá đất để trình UBND TP trong ngày hôm nay 16 tháng 10. Dự kiến bảng giá đất mới sẽ được ban hành trước ngày 20 tháng 10. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết dự kiến chậm nhất là ngày 20 tháng 10, thành phố ban hành bảng giá đất điều chỉnh để phục vụ cho năm 2025. Để đảm bảo thời gian ban hành bảng giá đất đúng hạn, UBND TP.HCM đã thống nhất chủ trương thực hiện việc này theo trình tự, thủ tục rút gọn. Cuối tháng 7, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã đưa ra dự thảo của bảng giá đất. Và theo dự thảo bảng giá đất này, một quận và 4 huyện có mức tăng giá đất tại một số vị trí trên 30 lần. Cá biệt tại huyện Hóc Môn có mức giá lên đến 51 lần. Trước thông tin giá đất sẽ tăng đột biến, người dân TP.HCM đã đổ xô đi làm thủ tục đất đai. Tuy nhiên, các chi cục thuế tại TP.HCM chỉ tính tiền sử dụng đất cho những hồ sơ nhận trước ngày 31 tháng 7. Đối với các hồ sơ sau ngày 1 tháng 8, tức ngày luật đất đai năm 2024 bắt đầu có hiệu lực, cơ quan thuế sẽ chờ hướng dẫn. Điều này dẫn đến ách tắc giải quyết thủ tục đất đai cho người dân.